Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Thiên Bình thuộc huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An nha. Thì em có nhận quê bán một thửa đất có diện tích là được 45 công, tức là 4 mẫu rưỡi nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền của nó tiếp giáp với đường được 110 mét nha. Thì hiện tại đường này xe 5 tấn là đi vi vu luôn, đường rất là lớn đó cô chú anh chị. Còn trước đất nữa thì tiếp giáp theo một kênh nha. Kênh thì ngang khoảng 20 mét. Thì ghe lúa khoảng 150 tấn đến 200 tấn là mình lưu thông, khá là rộng rãi luôn đó cô chú anh chị. Thì khu vực này ở đây là có nhà dân ở nha. Còn nước ở đây là nước nước ngọt, không có nước ngập mặn nha cô chú anh chị. Thì con kênh này thông ra ngoài kênh dầm cỏ luôn, cách kênh dầm cỏ ở ngoài kia thì tầm khoảng là 1,5 km thôi. Thì mặt tiền 110 là qua tới ngoài cái bờ đó cô chú anh chị, thì qua tới lùm cây này. Còn cái hậu sâu vào bên trong á, là được 200 m thì nó sẽ nở hậu ra là được 180 m nha. Thì đất mình thì nằm trong việc mà đê bao, đất mình ở đây thì rất là bằng phẳng, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì sổ sách ở đây thì hẳn hoi nha. Thì cái vùng đất này ở đây, cái mặt tiền của nó là 110 mét thì tiếp giáp với đường thì mình được chuyển thổ cư. Còn sau 50 mét nữa thì mình được chuyển lên là đất vườn, là trồng cây lâu năm nha cô chú anh chị. Cách trung tâm thị xã Kiến Tường thì mất khoảng là 10 km nha. Thành phố Hồ Chí Minh thì mình về tới đây thì tầm khoảng là 110 cây. Còn từ đây mình ra tới ngoài lộ lớn luôn, ở ngoài kia thì mất khoảng là 1 km thôi cô chú anh chị. Còn cái hướng ngược lại á, là mình đi về tỉnh lộ 89, mình về xã Thành Hưng. Thì mình đi hướng này, đi thẳng luôn, mình về tới tỉnh lộ 89 là mình ra tới chợ Thịnh Hưng nữa cô chú anh chị. Thì cặp kênh ở đây là có thêm một cái đường mương máng nữa. Thì ở đây có cái ống bọng ngang lộ nè cô chú anh chị. Thì đất mình xỏ sát thì hẳn hồi luôn, công chiến được trong ngày đó cô chú anh chị. Thì chủ thì cũng ở gần đây thôi. Hiện tại thì họ đang kêu cái giá tiền là 120 triệu trên một công, tức là 1 tỷ 2 một mẫu đó cô chú anh chị. Thì với cái giá tiền này thì mình cứ gặp ngay chính chủ, mình thương lượng giá cả với họ nha. Đất rất là đẹp luôn, rất là bằng phẳng. Khu vực này ở đây mình trồng vườn, trồng cây ăn trái đó, khá là thích hợp luôn đó cô chú anh chị. Ở đây thì không hề có nước ngập mặn đâu. Cái vùng đất này ở đây mình muốn trồng sầu riêng thì cũng khá là thích hợp luôn. Ở ngoài kia cách khoảng 500 mét thôi có cái vườn sầu riêng rất là tốt luôn cô chú anh chị. Thành phố Tân An thì mình lên tới đây thì mất khoảng là khoảng 65 km thôi. Đường ở đây rất là thông thoáng nha. Còn cô chú anh chị mình mà Tiền Giang, bên Tiền Giang hay Đồng Tháp thì mình lên tới đây thì khoảng vài chục km thôi. Thì giá là 120 triệu trên một công. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Thì em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho cô chú anh chị mình xem.